Gì thổi gì vậy? Em thổi, em làm dưa hết rồi. Xíu nữa lau sao nhanh lên xe. Bình thường để lên xe chưa, để xe chưa? Rồi. Nhấn mạnh vô. Rồi. Rồi đem vô cất. Hết hết bình rồi, để xíu mày sạc. Rồi lấy xe lấy xe đạp ra đạp. Nhanh. Không chịu. Rồi đây. Đem vô. Đóng cái cốp lại chứ sao mà để cốp vậy? Rồi. Rồi chạy xuống từ từ luôn. Xuống. Mẹ dắt xuống giùm cũng không nói gì với mẹ luôn. Cảm ơn mẹ nhiều. Có nhiều con quá trùng sẽ bay theo con chim luôn. Chị được theo luôn. Đạp nhanh nào, đi đâu vậy? Đạp mạnh lên, qua đây. Qua đây với mẹ nào. Vô đó lấy. Sao vậy? Sao phải đổ vậy? Tại em ăn quá. Chứ thục quân không thấy à? Chứ nón để đâu mà không thấy. Nón bình thường mày để đâu? Ở trong tủ chứ đâu. Mở tủ ra. Tủ này. Nhìn xuống dưới. Thấy chưa? Nón của em đây rồi. Nón đâu? Nón.